trời, người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào ác phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải đưa người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Tôi không chỉ trích ông mục sư này là vì các ông ly dị và ông ấy gặp gia đình lại, nhưng mà cái điều mà tôi nhắc đi nhắc lại là người giám mục phải được người ngoại làm chứng tốt. Chúng ta không thể nào giảng tin lành nếu chúng ta không có tiếng tốt. Cuối cùng với anh chị em hồi nãy nghe tôi nói, đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng đụng, người ta biết mình hết. Ông mục sư đã nhắc, nhớ cẩn thận Việt Nam, thì con nói liền với mục sư, không bao giờ giấu giếm chuyện gì, có sao nói vậy, người ta làm vậy mình không có làm theo. Nhưng mình biết rằng phải có tiếng tốt. Và tôi không có nhiều năm trong một cuộc, mà tôi nói chuyện với mấy mục sư trẻ, tôi nói, mấy mục sư ơi, tôi mới có 52 tuổi, mà bây giờ tôi biết hết rồi. Những người trong hội bị Chúa từ Việt Nam tới Mỹ, tới giáo hội này, giáo hội kia, tôi biết hết. Và nãy tôi tới thì gặp anh Trung biết, và hỏi anh Trung tôi có chỗ nào đáng trách đã làm cái sơ không? Thấy chứ? Mình sẽ vẫn tiếp tục gặp anh em mình. Huống chi người ngoài. Như vậy thì ai sẽ người được tư cách phẩm cách của Thầy Chúa? Đây cũng nói là cái người này toàn vẹn không phạm tội nha. Có người chỉ trách ông mục sư không có đeo nhẫn. Tôi bị ông sư cao tuổi vỡ. Lý do là tại vì tôi làm kỹ sư lao động an toàn 25 năm, tôi không có đeo nhẫn. Mỗi lần mà đeo nhẫn đó, là đi vào là đi làm đó là họ lột hết. Lột xong rồi tôi đi về rồi tôi bỏ qua cái nhẫn. Hình như ở nhà đó, trong xe tôi có hai cái nhẫn. Nhưng mà nhẫn thì một đồng thôi. Mua eBay rẻ. Thành ra nhẫn tôi có đầy nhẫn đó, nhưng mà tôi không đeo được. Tại vì tôi đeo xong là tôi dục, tôi không có còn nhớ. Có nhiều người nói ông chỉ trách ông sư vậy, ông sư có chỗ đáng trách. Quý cổ của anh chàng có tha thứ không? Thật sự tôi không có đeo nhẫn. Nhưng mà đi đám cưới này nọ thì cũng đeo lấy nhẫn, tới lấy hộp tủ lấy nhẫn thôi. Bây giờ tôi cũng suy nghĩ có cách. Bây giờ mình xăm mình và cái nhẫn. Mà không biết vậy là có phạm tội với Chúa hay không? Nó cũng chết nữa, ai sẽ chỉ trích ông mục sư xăm xăm mình. Mà cũng kẹt. Mà tôi nói ủa, tôi mấy bà bây giờ mấy bà cũng xăm cái mắt gì đó. Thì mà mấy bà làm được thì tôi làm được sao? Đây không phải là cái vấn đề đó. Cuối cùng với bà chị em, đây là cái tiếng tốt. Thế nên tôi thành thật chia sẻ với vị mục sư này. Tôi nói, Chúa vẫn dùng ông, nhưng ông đừng nhìn vào cuộc chiến. Nhiều chắc hơn vị Chúa. Nếu Chúa không mở đường, tôi vẫn có thể đứng sau những anh em của chúng tôi ở Việt Nam đâu, vị Chúa. Và tôi vẫn tiếp tục không lên bục giảng để đào tạo người đạo vị Chúa. Bây giờ con của chúng tôi có một cuộc anh ngữ và đang chuẩn trạng cầu vị Chúa. Và ngay cả khi chúng tôi đào tạo con của chúng tôi dùng phong bản kinh thánh này. Bà không muốn tụi con làm kỹ sư, bác sĩ, vân vân và vân vân. Nhưng làm gì làm, nhưng hãy một ngày trở thành một người chấp sự trưởng lão, hầu việc Chúa không chỗ nào đáng trách. Có nghĩa là con phải có tiếng tốt. Ở Hội Thánh Mỹ, chúng tôi cố gắng phục hồi anh em đã đi trong con đường bị thách thức và sa ngã và lỗi lầm. Tại vì Kinh Thánh nói là người hầu việc Chúa không chỗ nào đáng trách. Có nghĩa là khi người ta muốn chỉ trích mình, muốn buộc tội mình, họ phải có điều rõ ràng, giấy tờ, giấy trắng mực đen. Nếu không thì rất là thật. Ngay cả những người đã đi dị thì lời của Chúa không nói là không, người đi dị không được hầu việc Chúa. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ khó nhất, là tiếng tốt đó. Hình như mình vẫn có thể
hầu việc Chúa, tất cả những công việc khác, và nên mở cửa cho anh em của chúng ta hầu việc Chúa. Ở ngay hội thánh Mỹ đó thì chúng tôi phục hồi những người đã ly dị và trung thành với vợ mình bây giờ. Tại vì Kinh Thánh nói là một người đàn ông với một bà vợ, one woman man, chứ không nói là cái gì ly dị không ly dị. Cái vấn đề là chúng tôi, anh nói cái khó của mình đó là mình một bên đó thì nhìn, chỉ nhìn là yêu thương yêu thương yêu thương, nhưng mà một bên thì mình quên là Chúa có sự thánh khiết. Và trong cái thứ tự hầu việc Chúa, nếu mà mình không cai trị nhà riêng mình được, thí dụ như ba thằng con tôi mà nó bậy bạ quan đàn và nó trong nhà của tôi, thì tôi phải có trách nhiệm trước mặt nó. Đừng để cho truyền thống Việt Nam nói gì bình gia trị quốc quyền thiên hạ gì đó, tôi thì không có làm cái việc. Lời của Chúa nói rất rõ, mục vụ của chúng ta khi Chúa kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta phải bước theo theo Chúa, sống như Chúa đã sống. Có nghĩa là Chúa sẽ giảng tin lành, Chúa đào tạo người hầu việc Chúa, và Chúa vẫn luôn luôn để sự thánh khiết của Chúa, sự vinh hiển của Chúa là số một. Vâng, Chúa dùng tình yêu thương, và trong tình yêu thương đó chúng ta vẫn có thể tha thứ và phục hồi anh em mình. Nhưng chỉ có những chỗ phục hồi được, có những chỗ chúng ta cần phải chờ đợi. Tôi kinh nghiệm với hội thánh Lưu Sơn đó, lúc đó tôi là người trưởng lão trong mục vụ, thì ông mục sư ông lục đục với bà vợ, thì chúng tôi ngồi lại với ban trưởng lão và nói với ông mục sư ra, ông mục sư ngồi xuống để đi được tư vấn một khoảng thời gian. Ông sư này thì rất là tốt, và tôi hầu việc Chúa với ổng, học được rất là nhiều. Nhưng mà ổng có một cái bệnh, ổng ngoại tình. Và cái người ngoại tình mà ổng ngoại tình đó là hội thánh. Tối ngày ổng ở trong nhà thờ. Bà vợ nói thôi, bây giờ ổng cưới nhà thờ rồi thì ổng cứ cưới nhà thờ đi, tôi xong rồi đó. Rồi sau đó một khoảng thời gian thì ông sư này thôi thì mỗi tuần thứ năm tôi ở nhà tôi dẫn bài giảng, bây giờ ông cũng vẫn tiếp tục đó, tôi vẫn như vậy là tên này, và bà xã muốn làm gì thì ông làm này. Tự nhiên con thì lớn rồi, cảm ơn Chúa là đây là một điều rất là tốt, và tôi cảm ơn Chúa. Và hội thánh này tăng trưởng và mở hội thánh hai hội thánh, và lúc đó thì chúng tôi mới bước ra đi hội Chúa. Thì rõ ràng là để giữ cái tiếng tốt, để tránh và để giữ được trong mục vụ. Anh nữ ra khi mà cuối cùng với bà chị em có lỡ mà nói hai lời đó, phải sửa lại. Thì đó là anh năng. Xin chúng ta đọc ra dòng thứ nhất. Dòng thứ nhất. Câu 1, đoạn 1 và câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gì. Chúng ta có nhiều người khiêm nhường. Nếu không thì chúng ta sẽ đứng vào cái tội lỗi đó mà nó càng dĩ nhiên, nếu Chúa cho cơ hội thì chúng ta vẫn có thể trở lại để làm cái phần này, phải giảng bài. Và một điều tôi học được trong nhiều năm nay đó, là khi mà tôi gặp cái sự khó khăn với anh em tôi đó, trong hội thánh đó, thì tôi dùng giấy trắng mực đen. Tại vì nhiều khi lời nói nó hay dễ bị cái dư luận. Ví dụ như cái cuộc bên nhà nghe cái vụ mà bắn nổ ở Ferguson, là lên TV là nói năm 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 mà không có dữ kiện. Nếu mà tôi điều tra cái đó là tôi coi cái dữ kiện trước,